cái chuyện massage mà làm nail, tự nhiên Chelsea nhớ tới một câu chuyện nó rất là mắc cười, mà nó phải là để kể cho nghe, biết quý vị có cười không. Nhưng mà xưa lúc mà mẹ Chelsea trước làm chủ á, làm có trong một tiệm này, thì buồn buồn á, mẹ Chelsea hay đi về tâm sự với ba Chelsea thì mình nghe được, mà mình mắc cười, mình cười bể bụng luôn. Thì mẹ Chelsea có nói là có một người khách đi vô thì cũng giống như Trang, nó là muốn massage. Thì hên là mẹ Chelsea không phải là người mà take care cho người khách đó, thì có một cô khác làm, thì họ muốn massage. Thì đầu vô cái người cô đó chỉ massage bình thường thôi, cái xong rồi cái người đó mới nói mạnh lên chút xíu, là sao không có cảm giác được cái gì hết. Cái xong rồi cô đó tức quá, cô muốn bóp 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 giống như đầy mình luôn. Cái xong rồi cái người đó cảm ơn nha, xong rồi trả tiền cho đã rồi, thích lắm, hài lòng lắm. Cái ngày hôm sau cái người đó mới quành về lại, cái dạch ra tay chừng bầm quá trời. Dạch ra bầm dập hết trơn, nói là tại vì ngày hôm qua because you you know massage mà kiểu mà dùng pressure nhiều quá thì mới đổ thừa là bắt đòi tiền lại, nói là tại sao mà kêu massage mà làm cái kỹ người ta bầm dập hết trơn luôn. Thì mình mới suy nghĩ là, thì giống như lúc mà cười mẹ Chelsea nói là mắc cười lắm, là nói tại cái người khách đó họ muốn như vậy, nhưng mà mình cứ nghĩ là họ muốn như vậy thì mình làm mạnh, cho nên nó khổ một cái đó, mình sẽ không thấy được cái lúc đó, nhưng mà ngày hôm sau về, nhưng mà thực sự mình đâu có biết được là phải cái người massage hay là chuyện gì đó họ đem đến lại, nhưng mà mình cứ suy nghĩ cái hoàn cảnh đó, mà từ massage mà mình nhoi nhoi cái thích người đó. Thì ra thì massage thì mình cũng gọi là theo cái giống như cái nguyện massage của mình á, thì người ta muốn massage mạnh, có nghĩa ở đây là mình chỉ kia tìm những cái điểm mà nguyệt của mình là mình để mình nhấn vô thôi, mình massage những chỗ đó thôi, chứ không phải là mình bóp mà mình dày dò mình bóp cho tức quá đó. Giống như là mình bị không thay nhưng mà tức quá mình mới nhò mình bóp. Thì mình massage là mình phải biết cách, giống như là nếu mà massage nhẹ thì mình chỉ dễ nhẹ thôi, còn massage mạnh thì có nghĩa là mình đè những cái nguyệt của mình thôi, chứ không phải là mình bóp cho thiệt mạnh, gọi là mạnh thiệt mạnh. Nhưng mà họ thích như vậy, họ nói ô cảm ơn nha, tại họ đau lúc họ thích như vậy, nhưng mà làm sao nó thấm vô trong thịt. Nhưng mà có một cái, có nhiều người họ kỳ lắm, họ đem ngược lại họ đi kiện. Thì bởi vậy nhiều khi làm nail sướng mà cũng khổ lắm, tại vì mình làm đẹp cho người ta không nói gì hết, mà ví dụ như có chuyện gì đi là bắt đầu là nổi nóng lên, rồi nhiều người người ta kiện mình là tại sao mình làm. Cho nên đó là nhiều tiệm thì người ta có để một cái bảng xoài, là lúc mình vô á là người ta sẽ ký vô, nếu như mà có chuyện gì á thì mày không có được sue, hay là mày không có được kiện tao chuyện đó là tại vì tao không ngồi ý muốn, tao không có làm như vậy. Cho nên là nhiều, rất là nhiều tiệm người ta để những cái thông báo đó cho mình, để khách của mình biết. Cũng được. Cho nên là cũng khó lắm. Nhưng mà mình hên xui là nhiều người họ biết, có nhiều người họ đi đúng quen rồi đó, họ giống như là một cái con, họ đi tìm, họ tìm những cái gì mà họ xui thì họ quen rồi đó, cái đầu cái nghề nghiệp của họ. Thì họ đi tìm một người, cái gì mà dễ cho họ, họ đi tìm một cái tiệm nail mà không có đăng bảng, một tiệm nail mà không có camera. Họ để ý hết trơn rồi, giống như một cái hội đoàn của họ vậy đó. Đúng rồi, nói tới camera đó Trang mới nhớ là Trang đi làm cái tiệm cũ của Trang á, ông chủ đó thì ổng gắn camera lúc nào chỗ nào cũng gắn hết, thì mọi góc mọi cái. Thì lúc đó có một con Mỹ đen vô làm. Thì thiệt tình là nhiều, thiệt không phải là mình nói xấu về Mỹ đen gì, nhưng mà nhiều người á, người ta queer lắm, người ta du duyên lắm. Vô làm xong hết rồi cái bắt đầu là nói là mày chưa làm cho tao, mày chưa có cắt da cho tao, mày chưa có massage cho tao, tao không có trả tiền cho mày. Thì nó la lên, mà lúc đó là ông chủ, thường thường nhiều khi có nhiều người là ông chủ nói trước rồi thì không có chịu trả tiền, la thiệt là to lên, la ai cũng nghe hết. Thì bây giờ ông chủ mới nói gì, nếu mà mày không trả tiền cho tao, tao sẽ gọi police lại. Bắt đầu là nói tao không trả là tại vì mày chưa có làm cho tao. Thì nhưng mà trong lúc đó là ai, khách đông lắm, ai cũng thấy hết là mình làm cho người ta rất là kỹ. Thì nó la lên như vậy, thì bắt đầu ông chủ dọa, ông chủ lấy điện thoại lên bắt đầu là giả đò gọi. Thì bắt đầu là nó sợ quá, nó ok để tao trả tiền với mày. Thì ông mới nói I thank you. Cái xong người nó quay qua, thằng ơi, nó chửi ổng vô mặt ông đó. Nó chửi ổng một câu giống như là chữ thề. Chữ thề đó. Thì ông chủ, ông nói chứ tao không muốn kìa, mày trả tiền cho tao là được rồi. Xong rồi bắt đầu là lần sau ổng nhớ mặt á, thì bắt đầu vô là ổng nói là làm cái nào là ổng nói cái đó, làm cái nào ổng nói cái đó, là nó đâu có bắt bẻ cho mình được đâu.
xong rồi bắt đầu là, nhưng mà bắt đầu là nó thích, tại vì nhiều chỗ khác nó không có làm giống như ý thích của nó, thì bắt đầu nó quay lại nó làm ổng nhiều hơn mà nó không có vượt tiền ổng nữa. Cái ông nói bởi vì ra mấy tiệm nail là người ta hay để mấy cái camera là vậy á, nên nhiều người người ta vô người ta thích vượt tiền vậy đó, thành thói quen đó. Cái này Chelsea thấy mà không biết bao lâu, chắc cũng nửa năm hay là gì đâu lâu, có thỉnh thoảng trên Facebook mình thấy có nhiều người mà làm nail, với lại những cái trường hợp mà mình nói là thê thảm lắm là cái clip mà phải nào là quýnh lộn với nhau trong tiệm nail. Thì có một lần thấy có cái anh đó, anh ra quýnh cái cô cùng người Mỹ đen luôn, nhưng mà cái sức người Mỹ đen không phải như mình Việt Nam đâu, họ rất là mạnh. Thì mình, một người đàn ông phải đánh lại với người đó, mình thấy phải khóa cửa, nhiều khi mình khóa cửa lại vì họ vượt tiền. Nhưng mà nhiều khi mình suy nghĩ lại, cái tiền nail nó trả tùy theo cái kiểu mình trả, giống như cái full set hay gì hai mấy đồng, nhưng mà một cái là cái tiền công của người làm họ không có hiểu tại sao họ dám nỡ đồng nào mà họ đi quỵt cái tiền đó, cái công sức mà người mình giao ra, you know, nó cái mình nói là nhiều khi nó hai mươi mấy đồng không có đáng, nhưng mà bực, mình tức trong lòng. Thì nhìn mặt trời Giang giống như đang có cái câu chuyện nào gần tự tử vậy hả? Đâu có đâu, là tại vì cha nghĩ là nhiều người Mỹ đen người ta cũng giống như mình người ta cũng đi làm cực khổ lắm, tại vì nhiều người người ta nghĩ kỳ thị Mỹ đen, cho nên người ta kiếm được một cái đồng tiền rất là khó, cho nên là người ta coi trọng cái đồng tiền của người ta. Nhiều khi người ta làm cái đó, người ta giống như người ta thấy mình dễ đó, thì người ta quỵt tiền của mình, giống như là người ta sợ người khác quỵt tiền của nó. Thì cũng giống như là có qua có lại vậy thôi. Cho nên là cũng rất là giống như là bình thường đối với Trang, là giống như cũng không hẳn là bình thường lắm, nhưng mà gọi là nhiều khi nó cũng xảy ra. Là tại vì thấy mắc cười, biết không có tiền rồi mình tự mua cho sơn về nhà mình sơn hay nhờ người bạn đi cho nó rẻ. Không, nhiều khi mình người khác làm cho mình thích hơn là tại vì mình được người ta chiều mình. Ví dụ như ở nhà Chelsea làm, Chelsea đâu có cầm được cái tay này, đâu có cầm được cái tay kia. Nhưng mà mình vô trong tiệm thì người khác mình muốn sao người ta làm cho mình vậy. Nhiều khi người ta còn chiều mình hơn. Nhiều khi mình muốn massage ngay chỗ này, người ta massage cho mình. Mình muốn cắt hơn, mình muốn làm đẹp hơn thì người ta làm, mình đâu có làm được đâu. Nhưng người ta thích chiều chuộng, người ta thích là giống phục như là gọi là cảm thấy cái mình là mình cao thượng hơn, mình thấy đẹp hơn, đó là vậy đó. Thì làm nail mình làm cho người ta đẹp thì người ta thấy mình đẹp hơn là vậy. Cho nên ít khi nào mà người ta nói tôi muốn ở nhà tôi làm đâu, không có ai. Có Chelsea nè, không có thời gian từ từ tại vì Chelsea không có thời gian, còn những người khác người ta muốn hưởng thụ cho nên là rồi. Người ta tới tiệm người ta là làm là cái chữ hưởng thụ đó. Đúng rồi, mình có làm thì mình có hưởng thụ, cho nên là nhiều người thích tới tiệm làm hơn. Có nhiều người Trang thấy, có nhiều người khách của tiệm Trang á, đàn ông tới nhiều khi 2 tuần tới một lần, 1 tháng tới một lần, 2 tháng tới một lần, tùy theo cái người, giống như người ta làm ăn lớn á, thì người ta thích làm đẹp, người ta tới 2 tuần, hoặc là nếu mà lâu lắm là 6 tuần người ta tới một lần, nó là gì? Nhiều người. Cảm ơn Trang rất nhiều. Và trước khi mình chia tay, hay là bây giờ Chelsea mới nói một câu chuyện này nữa, là Chelsea biết có rất là nhiều người, và nó là khi làm nail với nhau đó thì họ dùng cái chữ mà cạnh tranh. Đúng. Thì họ hay nói một cái đó, thì tình cờ Chelsea nghe được ở đâu đó ai nói một cái mà mình nghe mình không thích, là nói tại sao người Việt Nam của mình thả giá với nhau. Thì theo như Trang nghĩ như thế nào? Tại Chelsea thấy thực sự là phải theo cái chỗ, tùy cái khu vực, giống như bây giờ mình làm ở San Diego hay là Anaheim, mình đâu có lấy giá tiền của Newport Beach hay là Hollywood ở đâu. Nhưng mà có nhiều người họ dùng cái chữ mà Việt Nam mình là hạ giá với hạ nhau. Hạ giá, đúng rồi. Tại vì nhiều người, giống như một cái tiệm đó người ta mở ra rất là lâu, thì người ta lúc đầu người ta vẫn có cái vịt, giống như là promotion, là giống như là có một cái hạ giá luôn. Mày làm nhiêu đó thì ta lấy bao nhiêu đó trong vòng bao nhiêu tháng đó, rồi người ta đi lên. Thì nhiều tiệm thấy mình, tại vì mình làm lâu rồi, mình build khách của mình rồi, quen rồi, thì mình làm theo cái giá của mình. Thì nhiều người người ta nói mày mở lâu hơn, bây giờ ta mới thì ta bắt đầu ta lấy theo cái giá đó. Ai cũng vậy hết. Mình người Việt với nhau mình làm vậy, nhiều khi cái đồng tiền mình kiếm sống để mình nuôi, giống như bây giờ mình không cái giá, giống như Chelsea nói CNN này hay là Anaheim đâu có lấy được giá cao. Đúng rồi. Nếu mà họ lấy giá cao ai đi, tùy theo cái khu mình mướn. Nhiều khi cái khu đó nó cao, và những cái khu mình mướn theo cái rent của nó là thấp, thì người ta theo cái giá tiền đó. Nhưng mà nhiều khu nó, người Việt nó ngộ lắm, thích chơi nhau vậy á, thì mình cũng không hiểu được là người ta nghĩ cái gì. Mình thì ai làm sao mình làm vậy. Cho nên là mình, nhiều người người ta khó hiểu lắm, trên đời này là mình đâu có hiểu được ai hết. Đúng đâu rồi. Cho nên là tiệm nail là nó vậy thôi
Chelsea cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình và cảm ơn Trang. Và một lần Chelsea cũng nói là rất là khâm phục những người làm nail. Và một cái nghề nghiệp mà không có ai được khi được hết, vì đâu có ai làm được. Nếu mà bây giờ đổi là Chelsea, nó thật sự sau khi mà cái trải qua đó, Chelsea biết là bản thân mình không có làm nail được. Và rất là cảm ơn Trang và những người đã làm nail. Thì Trang cũng cảm ơn khán giả thêm đài với lại Chelsea mà Trang lên đây đã nói về nail. Mà một cái mà Chelsea nói là không ai muốn nhắc đến là tại vì nó giống như là người ta nói là hạ thấp xuống. Thì cái này hy vọng là mọi người không có nghĩ vậy nữa, là tại vì mình cũng muốn làm đẹp cho những người khác. Và hy vọng những người mà sau này mà đi làm nail á thì cũng suy nghĩ phóng khoáng hơn, đừng có thích thì làm, thích thì làm, không thích thì thôi, đừng có nói mà nói xấu người này, nói xấu người kia, hay là khi người ta để mà đẩy mình lên. Đúng rồi, không có tốt, không có nên vậy. Mình làm những gì mình thích, mình làm cái gì mà mình thấy cảm thấy được và cảm thấy mà lương tâm mình không có cắn rứt thì làm, chứ đừng nên mà nói ra nói vô, nó không hay lắm. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều, cảm ơn.